Rồi xây dựng sân bóng đá. Rồi tiếp này, grow là trồng, trồng những cái gì, những cây mà xuất khẩu, trồng cây xuất khẩu, trồng những loại cây mà xuất khẩu nhá, thương vụ, thương vụ đó, thương phẩm đấy. Xây dựng cầu qua các kênh, xây dựng cầu qua kênh, canal là kênh này, kênh đào đó. Xây dựng trường học mới này, bây giờ kết quả có thể có này, kết quả có thể có. Rồi câu A, trẻ em sẽ có điều kiện học tốt hơn, con sẽ nối với câu nào nhỉ? Làm cái gì thì trẻ em có thể có được cái điều kiện học tập tốt hơn? Đó là xây dựng trường học. Chúng ta sẽ nối câu 7A. Mầm ơi, Mầm ơi Mầm đi vào đóng cửa đi, bọn đang dạy học đừng có gọi qua gọi lại với mấy đứa kia, ồn lắm. Rồi câu số 2. Rồi câu B, xe ô tô và xe tải có thể đi vào ngôi làng. Làm gì thì xe ô tô và xe tải có thể vào làng? Làm gì? Hả? Làm gì? Mở rộng đường đúng không Nguyên? Đúng không? Xong trả lời cô. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Coi phim hả? Mở rộng đường thì xe ô tô và xe tải có thể đi vào làng. Câu số 3 nào con? Village là người dân ngôi làng có con đường ngắn hơn để đi vào thị trấn. Làm gì thì sẽ có đường ngắn hơn để đi vào thị trấn nhỉ? Nguyên? Đâu Nguyên đâu? Câu C thôi. Xây dựng câu C hả? Cái gì câu C không? Cô đang dịch câu C và con tìm cái câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 để có được câu C. Những người làm gì thì người dân ngôi làng có đường ngắn hơn vào thị trấn? Có phải chúng ta xây cầu qua kênh không? Nó sẽ đi tắt, nó không có đi đường dài nữa, đúng không nào? Dạ. Vậy thì con sẽ là câu 7C. À 6C, nối đi, 6C. Nha, 6C. Xây dựng cầu qua kênh thì người dân ngôi làng sẽ có con đường ngắn hơn để đi tới thị trấn. Rồi câu D này, heo là sức khỏe của con người, của mọi người sẽ được chăm sóc này, look after, chăm sóc con. Sức khỏe của mọi người được chăm sóc. Vậy thì con, cái câu nào, cái nâng cấp cái gì, làm cái gì thì sức khỏe của mọi người được chăm sóc tử tế hơn? Đó là xây dựng trung tâm y tế nhá, xây dựng trung tâm y tế. Câu E nào, những người trẻ tuổi có thể chơi thể thao, play sports. Làm gì thì những người trẻ có thể chơi thể thao? Xây sân bóng đá thì người trẻ có thể xây chơi thể thao. Rồi câu F, mọi người có thể xuất khẩu mùa vụ và có nhiều tiền hơn. Đó là trồng những cây xuất khẩu thì mọi người có thể xuất khẩu được nhiều loại cây cối, nhiều loại sản phẩm và có nhiều tiền hơn. Câu G này, những con đường sẽ không lầy lội nữa. Mất đi, lầy lội con. Mất đi là lầy lội. Và lũ lụt, không bị lầy lội và bị lụt sau cơn mưa nữa. Và mọi người có thể get around more easily và đi, mọi người đi dễ dàng hơn. Vậy là mở rộng đường và nâng cấp, nâng cấp và trải lại mặt đường nhá, thì không còn ổ gà các kiểu lầy lội nữa. Vậy là câu 2 nối với câu G được chưa? Xong chưa? Rồi coi. Tiếp tục sang nhiệm vụ 2. Người dân ngôi làng đang thảo luận về kế hoạch của họ. Hãy đọc và thực hành đoạn hội thoại theo nhóm. Rồi chúng ta đọc này. I know what we should do first. We should widen the road. Dịch câu này cô nghe. Dịch đi. Nhiệm vụ con là dịch cho cô. I know what we should do first. Tôi biết rằng cái chúng ta nên làm đầu tiên. We should widen the road. Widen the road làm gì? Hả? Widen the road làm gì đây? Nói cô nghe. Nguyên, học từ mới rồi. Luyện chưa? Hả? Widen the road là gì Nguyên? Ủa? Nguyên đâu? Mở rộng đường thôi. Trả lời lâu vậy, mạng yếu à? Rồi tiếp tục.
Ôi chết rồi, chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Để cô chờ. Chờ xíu. Tú ơi! Sao? Cái bọn này nó ở trong nhà mà cô ngồi đấy cô gọi mà nó không thèm thương, nó đập thật đấy chứ. Tú ơi! Làm mỹ thuật mà tôi coi đi muộn rồi, hết hạn rồi. Kêu ba đưa mâm nha. Chứ không làm như mà quên luôn rồi, anh không để đó. Chơi đi. Rồi, that's a good idea, đó là ý kiến hay đấy. If the roads are widened, nếu mà con đường được mở rộng thì ô tô và xe tải có thể đi vào ngôi làng của chúng ta. If the roads are widened, cars and lorries can get to our village. Yes, and if lorries can get to the village, we won't have to cart heavy loads of farming products to the city. Ừ, và nếu xe tải có thể đi vào làng thì chúng ta sẽ không phải đi xe bò á. Nha, vận chuyển xe bò nặng nhọc vào thành phố nữa, chở những cái sản phẩm đó. Nha. And we should also resurface and raise the roads. Và chúng ta nên còn nên trải lại mặt đường và nâng cấp đường. Yes, if we resurface and raise the roads, they won't be flooded and musty when it rains. Nếu mà chúng ta trải lại mặt đường và nâng cấp đường thì chúng sẽ không lầy lội và sẽ không bị lụt và lầy lội khi trời mưa nữa. And the villagers will be able to get around more easily too. Và những người dân ngôi làng sẽ có thể get around, đi vòng quanh, đi lại dễ dàng hơn nữa. Được chưa? Cô dịch xong rồi, đọc lại không? Dịch lại cô, nãy mới đi đá rồi cô. Trời đất ơi. Đi ra mà nói cô ngồi cô dịch một mình vậy trời. Đọc lại nè. I know what we should do first. Đọc theo luôn đi. Tại vì cái này là thực hành trên lớp. I know what we should do first. Đâu đọc đi con. I know what we should do first. Camera mà cứ trợ chĩa vào cái mũ bảo hiểm không à. I know what we should do first. I know what we should. What we should do first. We should. We should do first. Widen. Widen. Widen the roads. Widen the road. That's a good widen. Idea. That is a good idea. If the roads. If the roads. Are widened. Are widened. Cars. Car. And lorries. In lorry can get to our village. Can get to our village. Yes. Yes. And if lorry can get to the village. And if lorry can get to the village. We won't have to cart. We won't have to cart. Heavy. Heavy. Lots of farming products. Lots of farming products to the city. And we should also resurface and raise the roads. Yes. Yes. If we resurface and raise the roads. If we resurface it and raise the road, they won't be flooded. They won't be the flooded. They won't be muddy. Flooded and muddy. They won't be flooded. Be flooded and muddy when it rains. And the villager will be able to get around. Will be able to get around more easily too. Dịch lại này. Tôi biết chúng ta nên làm cái gì trước. Chúng ta nên mở rộng đường. Thằng B nó bảo đó là ý kiến hay đó. Nếu những con đường được mở rộng thì ô tô và xe tải có thể đi vào làng của chúng ta. Đúng rồi, và nếu xe tải có thể đi vào làng, chúng ta không phải chở đồ ra thành phố bằng xe bò nữa. Và chúng ta nên trải lại mặt đường và nâng cấp đường.
Đúng rồi, nếu mặt đường và nếu mà trải lại đường và nâng cấp đường thì chúng sẽ không bị lũ lụt, không bị lụt ngập nước á, không bị ngập nước và lầy lội khi trời mưa nữa. Và người dân ngôi làng có thể sẽ có thể đi lại dễ dàng hơn. Ok chưa? Xong chưa? Dạ, rồi, rồi. Tiếp theo, phần tiếp theo. Sang phần tiếp theo để cô đổ lại cái mạng gần gần phòng học để cho nó mạnh. Tiếp, sang bài dưới con. Bài 3. Tiếp tục đoạn hội thoại sử dụng những ý tưởng trong cái bảng trong phần 1 đây. Nha. Và thêm kết quả nếu bạn thích làm không? Viết không? Viết bài, viết một bài nhá. Có làm bài 3 không? Dạ có. Rồi viết một bài 3. Cô mở file Word ra viết này. Bài số 3 con chép vào trong vở đi. Hay chép vào sách thì tùy. Rồi chép nha. Bây giờ cô sẽ chọn là nói về trồng cây để xuất khẩu. Cô sẽ chọn cái ý đó để viết. Và chúng ta sẽ xây dựng một đoạn hội thoại. Rồi thằng A và thằng B nói chuyện này. Thằng A này. Giờ thằng A nó nói là cô biết làm gì trước rồi. Rồi ghi nha. Well, I think tôi nghĩ rằng well, I think we should chúng ta nên thì chúng ta sẽ xài từ should. Grow là trồng này. Chúng ta nên trồng, trồng cái gì? Cash crop nha, cash crop. Well, I think we should grow cash crop like fruit cheese. Cái ăn trái nha, like fruit cheese. Thằng B nó bảo là you are right. Bạn đúng đấy. You are right. We will have more money. Có nhiều tiền hơn. We will have more money and like cuộc sống would be better, sẽ tốt hơn. Thằng C đây. Ba đứa tranh luận đi. Rồi, I'm not sure. Tôi không chắc nữa. I can't agree. Tôi không có thể đồng ý được. If we grow more fruit trees, the land, đất á, land là đất, để trồng lúa, for rice, will be narrower, hẹp hơn, so sánh hơn. Như bạn biết đấy, as you know, rice is our village exports. Lúa là sản phẩm xuất khẩu của ngôi làng chúng ta. Nhưng không phải là trái cây, but not fruit. Fruit không phải là trái cây hoa quả. So I think we shouldn't grow more fruit trees.
grow more fruit trees. Ok, xong rồi thằng A. Thằng A trả lời I suppose. Tôi giả sử hay tôi cho rằng you are right. Bạn đúng rồi. Thằng kia nói một câu bị phản bác liền. You are right. Xong. Chết không chưa? Nãy giờ có chép không? Nguyên. Alo Nguyên ơi, con đang ở ông đâu? Ơi. Chép chưa? Từ từ quá. Rồi chép đi, cô vào cô bỏ gà vào nướng cái. Xong rồi không? Một phút thôi, cô bỏ nước rồi là bỏ, cô bật hết không ạ? Thank you.
Ok, xong chưa? Sang bài tiếp theo. Rồi, con vào quay trở lại sách đi con. Qua bài nghe nhé. Bây giờ hãy nhìn vào hai bức tranh ở trong cùng một thị trấn. Hãy thảo luận sự khác nhau giữa hai bức tranh cho cô. Thảo luận sự khác nhau giữa hai bức tranh. Nào. À, đây là thị trấn in the past là trong quá khứ và now là hiện tại. Nó thay đổi nhiều không con? Thay đổi nhiều không? Có Vậy chúng ta nói như thế nào? In the past, the town used to have only small houses, but now there are tall buildings. Understand? Trong quá khứ, thị trấn đã từng có chỉ có những ngôi nhà nhỏ thôi. Còn bây giờ thì sao? À, có rất nhiều tòa nhà cao. À, which picture do you like? Con thích bức tranh nào hơn? Con thích cái cảnh Oh. như nào hơn? Cô là cô thích cái này thanh In the bình bath. hơn. Thanh bình hơn đúng không? Bây giờ xô bồ quá. Ngày xưa rất là thanh bình này. Cuộc sống ngày xưa thanh bình này. Còn cuộc sống thành phố là nhìn mệt mỏi lắm. Đúng không? Ở dưới nhà bà ngoại cô. Ừ. Đó, miền quê vẫn đẹp hơn. Rồi. À, trước đây là không có một khách sạn nào hết. Bây giờ lại có khách sạn hotel này. Okay. In the past there wasn't any hotels, but now there is a hotel in the town. And big hotel, okay. Tall building. Car park, chỗ đậu xe nữa này, hoành tráng hiện đại không? Nhưng có một cái nó vẫn còn là gì? Nhà thờ. Vẫn còn cái nhà thờ này. Đúng không? Chỉ còn một cái duy nhất còn lại là nhà thờ thôi, còn đâu là thay đổi hết rồi. Rồi ghi nhá, ghi thêm vô. Ở đây nó cho ít ít thôi, mình ghi thêm vô này. Rồi ghi nè. À, ghi. Ghi vào đây luôn hả? Rồi, in the past, con đường rất nhỏ, còn bây giờ đường được mở rộng rồi. Rồi, cái tiếp theo đó là gì? Trong quá khứ có rất nhiều cây. Có rất nhiều cây. Còn now ít cây lắm. Chả còn cây nào nữa. Hết cây rồi. Rồi. Tiếp theo trong quá khứ thì có những vạt cỏ lớn, đúng không? Có những cái cỏ này. Rồi, nhưng bây giờ thì là gì? Chỗ đậu xe hơi. Chỗ đậu xe hơi. Rồi. Trong quá khứ thì cuộc sống rất là thanh bình, rất là yên tĩnh. Còn bây giờ thì sao? Cuộc sống rất là busy, rất là ồn ào náo nhiệt. Ok, vậy chúng ta sẽ đi theo cái đó nha. Rồi, viết vào cái file Word đi cho dễ viết, chứ ở đây viết sao được. Một chỗ viết. Rồi, con viết vào vở đi con. Ý là mẹ dạy anh cái nào. Rồi, đi ra mẹ dạy nhé. Ngoan. Uống hết sữa đi. Sáng chưa ăn sáng là đói đó. Uống sữa đi. Rồi sang bài listening. Listening trang bao nhiêu? Trang 85. Bài 1. Task 1. Rồi ghi này. In the past. In the past. In the past. Có gì? Trong quá khứ là có con đường nhỏ hẹp. The streets. Phẩy này. The streets này. Ở quá khứ chúng ta sẽ were narrow, narrow, narrow nhá. Narrow. But now there are widen, there are wide streets. Rồi, ý thứ hai, in the past the town thị trấn đã từng có rất nhiều cây. You to have many big tall trees. You to have many big tall trees. And now but now chả còn cây nào, hay có rất ít cây, không có cây cao nữa. There isn't only tall big tree, tall tree left. Rồi tiếp theo, in the past there was a lot
Lack a rear of grass, cỏ, bãi cỏ rộng á. Nhá. Land, bãi cỏ rộng. In the land, but now. There is an ugly car park, chỗ đỗ xe xấu xí. In the park, the light in the town was quiet, yên tĩnh, and peaceful. Cô ơi, whereas trong khi the light in the town is busy now. Xong, những cái điểm khác nhau. Được chưa? Ok. Okay. Are you okay? Ok. Rồi, ok. Rồi, xuống bài nghe. Xuống bài nghe, con đọc trước bài nghe nào. Nói cái gì đây? Ôi giời ơi. Rồi bạn sẽ nghe ai đó, một người nào đó nói chuyện về sự thay đổi trong ở quê hương của anh ấy. Hãy nghe the talk and do the task that follow. Task 1, decide if the following statements are true or true according to the talk. 1, Bob Dylan Fields is on the west coast of England. Đây là cái tên địa danh thôi. Bob Fields ở miền Tây, ở phía tây bờ duyên hải phía tây của nước Anh. Port Farrell đã từng là một resort du lịch, khu nghỉ dưỡng. The town no longer has its old atmosphere. Thị trấn không còn cái không khí cổ xưa của nó nữa. Câu số 4. There are more green trees in the town now than there used to be. Bây giờ có nhiều cây xanh hơn ngày xưa. Câu số 5. Everybody in the town likes its chances. Mọi người trong thị trấn đều thích sự thay đổi này. Ok, chúng ta cùng nghe nhé. Rồi con đọc lại đi, cô dịch rồi con đọc lại đi rồi chúng ta nghe này. Rồi con mở lên xong con nghe được không nha. Bên đó con nghe được không? Nghe cái gì ta? Có fan ấy phải ta. Chờ cô xíu, nó đang share không đau được. Không mở được.
Unit 8, the story of my village, page 82 and 83. Nghe đầu Nguyên ơi. Next girl boy, we are going to listen to the passage. Could you please open the books at page 86 and listen? Rồi nghe. Offaroe used to be a small, quiet town on the south coast of England. But... Rồi, nó đọc cái gì đó? The story of my village. Page 82 and 83. Rồi, bắt đầu nghe này. Next, we are going to listen to the passage. Could you please... Rồi, mở cái này xem nghe rõ hơn không này? Cái này không rõ. The story of my village. Page 82 and 83. Rồi, nghe nhá. Next, we are going to listen to the passage. Could you please open the books at page 86 and listen? Offaroe used to be a small, quiet town. Offaroe used to be a small, quiet town. Yeah. Offaroe used to be a small, quiet town. Nghĩa là gì? Là Offaroe đã từng là một cái thị trấn rất là nhỏ và yên tĩnh. Rồi nghe nó ở miền nào này? On the south coast of England. On the south coast of England. South là miền, là phía nam. South. Chứ không phải là west. Ở đây là west mà. Ở đây đọc là south, south là miền nam, west là miền tây. Vậy ở đây là câu 1 là sai. Sai. Câu 1 là sai. Tiếp theo. But it has become a crowded and busy tourist resort now. Yeah. But it has become a crowded and busy tourist resort now. Nhưng mà sao? Bây giờ đã trở nên đông đúc và trở thành một khu resort rồi. Bây giờ là khu resort. Còn ngày xưa nó không phải là resort. Vậy câu 2 là sai luôn, bởi vì sao? Nó bảo là Buffalo đã từng là một khu resort. Đó là ngày xưa nó không phải là khu resort, bây giờ mới là khu resort. Câu 2 sai luôn. Tiếp theo. They've completely destroyed its old atmosphere. They are completely destroyed its old atmosphere. Nó đã bị hoàn toàn phá hủy không khí cổ xưa của nó rồi, không khí cổ kính của nó rồi. Vậy là câu 3 là đúng. Nha, câu 3 đúng. Rồi. The small old houses have been pulled down. The small old houses has been pulled down. Những cái ngôi nhà cổ á, nhỏ á, bị phá hủy rồi. Bị phá hủy nhá. And tall buildings have been put there instead. And tall buildings have been put there instead. Và thay vì là những cái tòa nhà đó bây giờ là mọc lên những ngôi nhà cao tầng. Tall building. They've also built a big hotel. They also built a big hotel. In the middle of town. In the middle of town, một khách sạn, họ đã xây một khách sạn rất là to đùng ở giữa thị trấn. The narrow streets have been widened and resurfaced. The narrow streets have been widened and resurfaced. Tức những con đường đã được mở rộng và trả lại bề mặt. So the big trees on the two sides of the streets have been cut down. So the big tree on the two sides of the streets, yeah, two sides of the streets have been cut down. Cut down là chặt phá, bị chặt rồi. Vì thế những cái cây ở bên hai bên đường bị chặt rồi. Rồi, à, vậy thì ngày xưa có nhiều cây xanh hơn, đúng không? Câu 4 đúng luôn. Tiếp theo. The large area of grassland in the suburbs. The large area of grassland in the suburbs, tức là cái khu đất, khu cỏ mà rất là rộng ở ngoài, ở vùng ven của thị trấn ấy. Of the town has been turned into an ugly car park. Đã hóa thành một cái ugly car park, đã chuyển thành một cái chỗ đỗ xe rất là xấu xí. Tiếp tục. Even the old corner shop isn't there anymore. Even the old corner shop isn't there anymore. Thậm chí là cái cửa hàng cũ, những shop cửa hàng cũ không còn nữa. It has been replaced by a big department store. Nó được thay thế bởi big apartment, big department store, cửa hàng tạp hóa rất là lớn. Rồi.
And there is an expensive restaurant where they used an expensive restaurant, cái nhà hàng rất là đắt đỏ. Used to be an old tea shop. À, ở cái chỗ mà đã từng là một cái tea shop, cái cửa hàng, cái gọi là cái quán trà cổ á. Many people in Poffero are happy with. Many people in Poffero are happy. Tất cả mọi người, nhiều người trong cái Poffero đó rất là hạnh phúc. The changes, với sự thay đổi đó. More jobs for them. À, và có nhiều công việc hơn cho bọn họ. But some people don't like it. But some people don't like. Nhưng mà có một vài người thì không thích. Changes. They miss the quiet and they miss the quiet. Họ nhớ cái gì? Cái quiet này. Peaceful life. Và cái peaceful này. À, và cuộc sống thanh bình. Old town. Ở Old Town, trong thị trấn cũ. Rồi. Vậy là câu số 5, mọi người ai cũng thích sự thay đổi đó là đúng hay sai? Cái everybody là mỗi người đều thích. Ở đây không phải nhá. Có nhiều người thích, có một số người không thích. Vậy câu 5 là sai nhá, được chưa? Được chưa? Ok, đánh vô này. Câu 1 là gì? Câu 1 là sai. Câu 2 là sai. Câu 3 là đúng. Câu 4 là đúng. Câu 5 là sai. Được chưa? Rồi, sang bài số 6 điền vô này. The small old gì đó have been pulled down. Cái gì cũ, cái gì cũ bị phá hủy, bị phá, bị bỏ, đập bỏ và xây những cái tòa nhà cao tầng nhá. Và còn xây một cái gì rất to ở trung tâm thị trấn nữa này. Những con đường nhỏ hẹp đã được cái gì và trải lại mặt này. Vì thế những cây to hai bên đường đã bị chặt bỏ, cut down đó. Rồi khu đất rộng ở vùng ven thị trấn đã trở thành một cái chỗ đậu xe ô tô xấu xí. Thậm chí cái quán gì đó không còn ở đó nữa. Nó đã được thay thế bởi một cái cửa hàng bách hóa rất to. Và ở đó còn có một nhà hàng rất, lúc nãy chúng ta dịch ở đắt đỏ, nơi mà đã từng là một cửa hàng, một cái quán trà cổ. Rồi bây giờ nghe lại và điền vô. Rồi nghe điền nha. About 500 people here. I love it because it's quiet and life is 82 and 83. Next, we are going to listen to the passage. Could you please open the books at page 86 and listen? Poffero used to be a small, quiet town on the south coast of England, but it has become a crowded and busy tourist resort now. They've completely destroyed its old atmosphere. The small old houses have been pulled down, and tall buildings have been put there instead. They've also built a big hotel in the middle of town. The narrow streets have been widened and resurfaced, so the big trees on the two sides of the streets have been cut down. The large area of grassland in the suburbs of the town has been turned into an ugly car park. Even the old corner shop isn't there anymore. It has been replaced by a big department store. And there is an expensive restaurant where there used to be an old tea shop. Many people in Poffero are happy with the changes, as there are more jobs for them. But some people don't like the changes. They miss the quiet and peaceful life of the old town. Rồi, ok, điền vô chưa? Số 1, houses. Số 2, hotel. We are going to have a listening comprehension test. Could you please listen and try to answer the following questions by writing true or false with. Rồi. Số 3 là widen, số 4 là cut, số 5 là car, số 6 là shop, số 7 là department, số 8 là expensive. Được chưa? After you listen, record the changes in your old hometown or home village. Thảo luận về sự thay đổi trong ngôi làng của con, ở quê con, hoặc là ngôi làng ở quê con. Thôi bỏ qua, muốn thảo luận không? Không rồi. Rồi, qua bài writing đi. Qua bài writing là chỉ đường, giving direction, chỉ đường. Chỉ đường. Jim vừa mới quyết định chuyển tới cái nơi của Anne để mà nghỉ mát, nghỉ hè, nghỉ mát.
đi nghỉ, đi du lịch ạ. An viết thư cho anh ấy để hướng dẫn, tức là đưa ra chỉ đường tới nhà của cô ấy. Hãy làm việc theo cặp, đọc lá thư dưới đây và look at the map, và nhìn vào bản đồ. Hãy tìm xem nhà của An ở đâu trong cái bản đồ. Bản đồ đâu? Bản đồ đây. Rồi đọc nhé. Dear Jim, Jim thân mến. What? I'm very pleased to hear that you have decided to come here for the holiday. I'm writing to tell you how to get to my house from Croston Railway Station. Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking for about 5 minutes. You will see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical center. Then, take the first turning on the left. Keep on until you come to the end of the road. Turn right. Walk past a small shop. Mine is the second house after the shop, opposite the bookshop. It's the one with a green gate. You can't miss it. I have enclosed a map so that you can follow my direction easily. Looking forward to seeing you soon. Love. Rồi, tập dịch đi con. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Rủ nó đi đâu á? Cái này hả? Không phải cái hãng này mà nó cũng được như cái này luôn. Giảm giá 50%. Em biết cái này là cái gì không? Cái gì? Cái này đắt lắm ấy em tưởng hả? Thế em bảo là nó phí tiền. Trả được cái công dụng gì? Sao không phí? Cái này không biết xài. Nó công dụng nữa. Dạ em chưa biết nữa. Ngay cả kết nối điện thoại còn chẳng ra hồn nữa. Đã làm được cái gì? Mua cái gì vợ thích chứ. Tưởng là có tiền ở đâu. Trừ lương ra thì ai thích. Mệt quá đi. Rồi, Jim thân mến, tôi rất là vui khi nghe thấy bạn đã quyết định tới đây để mà du lịch. Tôi viết thư này cho bạn để chỉ cho bạn cách đi tới nhà của tôi từ Roston Railway Station, tức là nhà ga xe lửa Roston. Được chưa? Được chưa? Nguyên đâu? Đây rồi. Dịch tiếp này. Này, nào, khi nào bạn đến, khi mà bạn ra khỏi nhà ga, lúc mà bạn ra khỏi nhà ga, hãy rẽ phải, đi bộ 5 phút, bạn sẽ nhìn thấy một cái cầu nho nhỏ phía trước. Đi qua cái cầu, đi bộ băng qua trung tâm y tế. Sau đó thì rẽ trái vào ngã tư đầu tiên. Tiếp tục đi khi bạn tiếp tục đi cho khi tới bạn đến cuối con đường, rồi rẽ phải đi bộ băng qua một cửa hàng nhỏ. Nhà của tôi là ngôi nhà thứ hai đằng sau cái cửa hàng, đối diện với hiệu sách. Nó là một ngôi nhà với cái cổng màu xanh lá cây, bạn không thể bỏ lỡ nó. Tôi đính kèm một cái bản đồ để mà bạn có thể theo chỉ dẫn của tôi một cách dễ dàng. Rất mong đợi được gặp bạn sớm. Thân ái, An. Rồi tìm nhà nó đi. Rồi. Ở trung tâm, đâu rồi, nhìn nha, con nhìn cái này. Nhà ga đâu? Đọc cái chỉ dẫn nào. Nhà ga đâu nhỉ? Tìm nhà ga nào. Nhà ga là chỗ tô đỏ không? Đâu, nhà ga đâu? Sách đâu rồi? Nhìn cái sách này. Gì đây? Rồi, ở vị trí A đó con. Cái cầu băng qua cái cầu... Oh my god, nhà nó chỗ nào vậy? Nhìn đâu đầu cái gì? Nhìn là sách đi con, nhìn sách dễ hơn. À, có cái cầu kìa. À, cái nhà ga chỗ này này, đây này. Trời ơi, mắt tét rồi. Đây, Roston Railway Station, thấy chưa?
Đây nè, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi. Rồi, thấy cái cầu chưa? Bridge đây chưa? Thấy chưa? Xuống nhà ga này. Nó bảo đi xuống nhà ga là làm gì? À, rẽ phải là đi về hướng nào? Xuống nhà ga rẽ phải là đi về đây. À, đi về đây xong nó bảo là gì? Đi khoảng 5 phút, thấy một cái cầu nhỏ phía trước. Rồi băng qua cầu, đi qua trung tâm y tế. Đi qua luôn. Đi qua trung tâm y tế luôn. Nha. Rồi rẽ vào lối đầu tiên bên trái. Bên trái là bên nào? Đang đi đây và rẽ trái là bên này đúng không? Rẽ vào đây đúng không? Đúng không? Tiếp tục đi đến cuối con đường rẽ phải. Rẽ phải đâu? Rẽ phải là tới đâu? Vào đây. Rẽ phải. Rồi đi qua cửa hiệu nhỏ, à, shop nhá, cửa hiệu nhỏ. Rồi à, nhà tôi là căn nhà thứ hai sau cửa hiệu đó, đối diện với hiệu sắt. Nhà nó đâu? Nhà thứ hai. Chữ gì? Chữ H đúng không? Đối diện hiệu sắt, nhà thứ hai, nhà thứ một, nhà thứ hai. Đây là nhà thứ ba, vậy nhà nó là nhà nào? Đây, nhà nó đây, đúng rồi, viết vô. Nhà của An đúng không? An House. Xong, quá dễ luôn. Quá dễ luôn. Rồi, ghi vào sách đi con. Được chưa? Rồi, hãy đọc. Rồi, bây giờ hãy đọc lại lá thư, gạch chân những cái từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để chỉ đường. Cái bài số 2 á, trang 88 á. Sau đó viết chúng vào trong vở của bạn. Rồi, bài số 2 này. Hãy đọc lại lá thư, gạch chân những từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để chỉ đường. Rồi, tôi gạch chân nhá. Làm xong bài này chưa, để quay trở lên, quay lên trên lại nè. Được chưa? Được chưa? Đánh dấu mũi tên chưa? Được rồi. Rồi, lên đây, gạch chân này. Gạch chân những cái từ mà chỉ đường. Nhìn đây. Turn right. Turn right là 1. Keep walking là 2. Chúng ta dùng để chỉ đường. Rồi chúng ta có từ keep walking nè. Rồi chúng ta có từ nào nữa ta? Come out of the station cũng được nè. Ok. Go over này. Go over the bridge nè. Walk nào, walk past nha, walk past, đi bộ 5 phút. Em take the first, đây là cụm từ này là take the first turning on the left nha, take the first turning on the left, keep on until you come to the end of the row, come the end of the row. Walk past, đây đi bộ băng qua, đi là đi băng qua, đi ngang qua. Rồi. Come to the end of the road, come to the end of the road. Turn right. Turn right. Walk past mình gạch rồi. Rồi opposite nè. Opposite nha, không cần đâu. Rồi. Rồi. Xong đó, những cái từ đó chúng ta có thể dùng để chỉ đường nhá. Để chúng ta ghi vào này, ghi lại này. Gạch chưa? Gạch chân chưa? Gạch chân chưa? Rồi, xuống đây ghi những cái từ chỉ đường. Ghi lại vào vở này. Ghi nha. Get out of. Get out of, ra khỏi. Ra khỏi. Get out of, ra khỏi. Turn right, rẽ trái. Rẽ phải. Rẽ phải. Turn left, rẽ trái. Rẽ trái. Rồi chúng ta có keep walking. Keep walking. Tiếp tục đi bộ. Ghi nghĩa vào con. Tiếp tục đi bộ. Chúng ta có go over. Go over. Brick. Brick. Đi 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 qua cầu. Đi qua cầu. Qua cầu. Rồi walk past, walk past, băng qua, đi qua, đi qua, đi ngang qua, đi ngang qua. Đi ngang qua. Rồi take take the first, take the first, take the first, turning on the left.
turning on the left. Take the first turning on the left, tức là rẽ gì đó, rẽ trái ở ngã tư đầu tiên. Ngã tư đầu tiên. Những cái từ này con phải biết để mà khi mà con nói chỉ đường, con phải có những cái từ này mới nói được nha. Take the first turning on the left. Chỗ cái từ first này cô có thể xài bằng chữ gì? Second hoặc là third. Ngã tư thứ hai, ngã tư thứ ba. Ở bên trái này có thể thay là bên gì? Bên trái ở đây cô có thể thay là bằng bên phải. Bên trái có thể thay bằng bên phải. Nếu con nói bên phải con xài từ right. Nếu mà con xài bên phải con xài từ right. Con nói bên trái con xài từ left. Ở ngã tư đầu tiên thì xài từ first. Ngã tư thứ hai là từ second. Ngã tư thứ ba là third. Được không? Được không con? Được rồi. Rồi khi mà cái câu cuối cùng chúng ta sẽ chốt, đó là is the is the one. Is the one. Is the one. Which muốn miêu tả nó. Nó là cái nó là cái mà có cái gì đó, chúng ta miêu tả nó. Cái cổng màu gì, hàng rào màu gì đó. Is the one which. Đây là những cái từ mà chúng ta cần phải nhớ để khi chúng ta chỉ đường. Ok. Rồi viết thì viết cho đầy đủ đi. Bày đọc. Rồi, xong chưa? Xong chưa Nguyên? Nguyên ơi! Nguyên ơi! Ủa, lợn rừng đi đâu rồi? Nguyên ơi! Nguyên đi đâu rồi coi? Đi đâu vậy trời? Mở cam nó có nào? Rồi tiếp tục bài tiếp theo, viết là vở này. Hình Nguyên với bạn bạn hả? Bạn Nguyên với Nguyên hả? Này gì phải cô? Này. Hai đứa dân tộc. Nhưng cho nghỉ thôi. Nãy học 10 giờ. 10 giờ cô chưa rảnh được rồi. Mình trễ 15 phút mà. Học thêm 15 phút nữa đi. Nào. Kìa cô. Touch tree nào con. Bây giờ nhà con ở điểm A, con nhìn thấy bản đồ chưa? Con nhìn thấy bản đồ điểm A chưa? Nhà con ở chỗ A nhá. Bây giờ viết lá thư cho Jim, nói cho anh ta biết đường đi từ cái nhà A, Roston, cho tới nhà của con. Bây giờ cô viết nhá, con chép luôn đi. Đi từ đây, bây giờ đi từ nhà ga này, ra khỏi nhà ga, đi qua cái cầu, đi ngang qua trung tâm y tế, đi ngang qua chỗ đậu xe luôn. Sau đó thì rẽ gì? Rẽ gì? Rẽ trái, đi vào con đường bridge,
Bright Street nhá. Đi ngang qua shop su. Căn nhà thứ nhất là nhà của con, đối diện với cửa hàng bán quà lưu niệm. Được chưa? Chúng ta sẽ viết như vậy được chưa? Ok, yeah. Understand? Understand, yeah. Rồi bây giờ nè. Đây, con sẽ đi như thế này. Băng qua đây. Rồi, băng qua cái cầu, đi băng qua trung tâm y tế. Rồi, tiếp tục băng qua car park. Rồi, sau đó con sẽ rẽ trái vào ngã tư đầu tiên. À, ngã tư thứ hai. Rồi, băng qua su shop. Nhà của tôi là ngôi nhà thứ nhất, đối diện với souvenir shop. Rồi, viết. Nào, viết nhanh rồi nghỉ thôi. Viết nhanh rồi nghỉ. Rồi, viết. Ok, chúng ta cùng viết bài Dear Jim. Jim thân mến. Đây là câu mở đầu. I'm very pleased. Bắt chiếc nó viết thôi. Please to hear you that. You nhìn thấy chưa? Rồi, rồi viết. Bạn sẽ đến. You have decided nhá. To come here for the holiday. Cho kỳ nghỉ. Okay. For the holiday, I'm writing. Tôi đang viết lá thư này. To tell you how to get to my house from Roston railway station. Rồi viết để xuống hàng, lùi vô một ô. Now when you lúc mà bạn come out of the station, đi ra khỏi cái nhà ga thì turn right, keep walking for about 5 minutes, đi bộ 5 phút nha. You will see a small brick. Bạn sẽ nhìn thấy một con cầu nho nhỏ phía trước, ahead. Rồi, go over the brick. Đi băng qua cái cầu luôn. Băng qua cái cầu. Walk past a medical center and then a car park, và sau đó là một cái chỗ đỗ xe ô tô nha. Rồi take the turning on the left, rẽ trái nhá, rẽ trái. Rồi keep on until you see shop giày á, a big souvenir shop, một cái cửa hàng bán quà lưu niệm, souvenir shop on your right, bên tay phải bạn đó, on your right nhá. My house, nhà của tôi, either house là ngôi nhà opposite the shop, next to
a small shoe shop, cửa hàng bán giày. Bên cạnh cửa hàng bán giày. Bên cạnh cửa hàng bán giày. That's, đó là ngôi nhà. That's the one, with a small garden, garden in front of it. You can't miss it. Bạn không thể bỏ lỡ nó. I am close. Tôi đính kèm. Close a map. Một cái bản đồ. So that you can follow my direction. Direction, hướng dẫn của tôi. Easily. Rồi ghi tên. Looking forward to seeing you soon. Rất là mong gặp bạn sớm. Love, thân ái. Tên của con là gì? Nguyên. Xong. Được chưa? Chép đi. Ơi. Hả? Không khách. Khách hả? Ai vậy? Ba đâu? Ba ở ngoài quán nói chuyện. Xong rồi. Nghỉ luôn nha. Nghe nhiều không?